Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, đến nay ý thức của người tham gia giao thông đã có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nhóm phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại chốt kiểm tra nồng độ cồn này được khoảng 2 tiếng rồi. Trong suốt quãng thời gian chúng tôi có mặt ở đây thì người tham gia giao thông về cơ bản đều chấp hành nghiêm túc các quy định về nồng độ cồn. Với 4 làn kiểm tra nồng độ cồn ở cả hai chiều, trong gần 3 tiếng đồng hồ mở chốt, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra khoảng 400 lượt phương tiện tham gia giao thông, chỉ phát hiện 2 trường hợp sử dụng rượu bia, tỷ lệ đạt khoảng 0,5%. Các tổ tuần tra cũng phát hiện và xử lý một trường hợp vi phạm, hầu hết người điều khiển phương tiện đều có thái độ hợp tác, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Chắc chắn là cái ý thức tham gia giao thông của người dân mình sẽ phải quan niệm lại, đúng là đã khi tham gia giao thông thì không uống rượu, mà đã uống rượu rồi thì không lái xe. Tác hại của nồng độ cồn khi tham gia giao thông là rất nguy hiểm. Trong quá trình tham gia giao thông thì đến gặp lực lượng chức năng hay đứng kiểm tra đây, tôi là thấy rất ủng hộ. Như làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn nên tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia có nhiều chuyển biến tốt. Ghi nhận tại một số nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố Hưng Yên, lượng khách đã giảm. Người sử dụng rượu bia đã hình thành thói quen không lái xe khi đã uống rượu bia. Khách cứ giảm 80%, lượng khách đi ăn đi uống gần như là hạn chế rất là nhiều. Bây giờ người ta đi đến 80-90% taxi và có khi là mình cũng hỗ trợ gọi taxi hoặc là có những khách gần thì mình sẽ trở về. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh đã triển khai nhiều đợt ra quân tuần tra và xử lý kiên quyết, đang từng bước tạo ra ý thức của người dân trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch huy động lực lượng phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đến địa bàn toàn tỉnh để xử lý triệt để những hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong 4 ngày gần đây xử lý 30 trường hợp mô tô, người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, đến nay ý thức của người tham gia giao thông đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để hình thành thói quen không sử dụng rượu bia khi lái xe, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi công dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.